coi thường phụ nữ và đây là kết quả. Như trong thực tế các bạn đã thấy, chị em phụ nữ chúng ta luôn gặp những mối nguy hiểm đe dọa xung quanh, điều mà chúng ta không thể nào lường trước được. Kickboxing tại Diamond Fitness Center là một bộ môn thời thượng, giúp chị em chúng ta có khả năng tự vệ và nâng cao sức khỏe. Trải nghiệm kickboxing ngay hôm nay cùng Harry để trở nên mạnh mẽ, xinh đẹp và tự tin hơn bạn nhé.